áo thêm đẹp cho chồng nghe ngùng. Mình vừa đến mặt quá. Mình đi chồng ngay ngùng mặt mới giặt được quá. Mình đi thì đấy đó mặt. Cởi, cởi quần ra. Đây, chính cho quý vị các bạn. Đây. Đây giới thiệu với mọi người cái bể cá mini tự làm nhé, tự làm từ thùng xốp nhé. Phía ngoài thùng xốp mình chặt xi lại nha các bạn, chặt xi lại giống như là bê tông. Còn trong này thì mình đổ nước vào thêm ít viên đá cho nó tự nhiên giống như ở ngoài suối. Đẹp. Ở xung quanh mình trồng thêm một số cái cảnh để tạo cái cảnh tự nhiên nha mọi người. Tạo cái không gian tự nhiên cho nó đẹp. Cái này các bạn làm thì chọn thùng xốp nó càng càng lớn thì nó càng đẹp nhé. Thùng xốp nhỏ quá thì mình khó nuôi cá. Ở dưới đáy này mình bỏ thêm ít viên đá nhỏ này để cho làm những cái hồ nó càng tự nhiên càng đẹp. Vì cái bể này mới sửa lại cho nên mình chưa thả cá lại, để ít hôm nữa mình đi mua cá về mình bỏ lại. Ở đây thì mình mới thiết kế thêm cái van nữa này, thì có cái van này để cho nước nó, mình khi mình thay nước thì mình vặn cái này các bạn nhé, vặn để cho nước nó chảy ra nhé. Đấy, cái này mình thiết kế ở dưới đáy. Rồi khi mà mình cái van mục đích là mình xả nước để mình vệ sinh bể, thì thông thường là một tuần là mình phải thay nước một lần để tránh ruồi muỗi nó đẻ trứng, nó gây bệnh. Nếu mà bạn nào mà siêng hơn thì có thể 4-5 ngày mình thay nước một lần, mà tốt nhất là khoảng thời gian tối đa là nên một tuần thay nước một lần. Bởi vì bể cá mình thả nhiều cá thì được, nhưng mình thả ít cá là muỗi nó có thể là làm tổ ở trong này. Cho nên là khi mình làm thì mình làm nên làm cái bể thùng xốp là cái đáy thì nên cao hơn cái mặt nền, để mình thiết kế cái van này ở dưới đáy thì mình khi mình mở van thì nước nó sẽ chảy ra ngoài được nha các bạn. Mình để van này nằm ở dưới đáy nhá, để mình xả nước, mình làm vệ sinh bể. Thì với bể này thì mình có thể nuôi cá bảy màu này, hoặc là cá vàng cũng được. Nếu bạn nào còn thích nhiều, thích loài cá khác, ví dụ như mình có thể thả cá rô hoặc là cá trê ở dưới, thả một vài con thôi. Bể nhỏ thì mình thả ít cá thôi. Chú ý là dưới đáy này mình cũng chát xi măng nha các bạn. Dưới đáy của bể mình chát xi măng để tạo cái cảnh quan giống như là thật nhưng ngoài tự nhiên. Chứ dưới đáy mình không nên để cái bề mặt xốp nhé, cho xi măng lên cả hết tất cả bốn phía luôn, cả trong cả ngoài. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Nếu video này cảm thấy bổ ích thì các bạn
đăng ký và chia sẻ để mình có động lực làm thêm một số video nữa để chia sẻ kinh nghiệm với anh em. Rồi, xin chào các bạn nha.